Em này, em cứ thích kiểu trang điểm của em. Hôm nay cho em xin không? Nói thật là mặc dù đây, em diễn đây. Thật. Alo, bố ạ. Vâng, con đang đi chơi. Vâng. Vâng, thì con về luôn đấy ạ. Vâng ạ. Sao em đi? Có chuyện gì ạ? Tự nhiên bố gọi em về gấp, không biết có chuyện gì. Để anh đi anh về nhé. Thôi, lát anh còn phải đi công việc mà, em tự về được. Không sao đâu, anh đi em về. Không sao, em tự đi taxi về được nhé. Cháu uống nước đi. Dạ, cháu cảm ơn. Chú nữa đi chú. Bố ơi, con về rồi ạ. Đấy, vừa mới nhắc xong. Dạ. Bố gọi con về có việc gì không ạ? Ngồi đi con. Đây là anh Hưng, là con bác Hải, bạn thân của bố đến chơi. Trẻ như thế này mà đã là tổng giám đốc rồi đấy. Chào anh ạ. Chào em. Còn đây là Hưng. Dạ. Còn đây là con gái chú. Dạ vâng ạ. À, bố quên mất. Bố phải lên chuyển tài liệu cho đối tác. Con tiếp anh của bố nhé. Chào bố. Hai đứa làm quen đi. Dạ vâng ạ, chú đi thong thả. Dạ vâng. Đấy, em ngồi đây, em ngồi đây. Ngồi đây. Cứ ngồi đây. Hiện nay em đang làm công ty nào? Em đang làm À, công ty ở đoàn nào đấy? Lương có ổn không? Ở xin mình nghe ạ. À. Lương béo lắm anh ạ. Béo á? À, anh bảo này. Tối nay anh mời em đi ăn nhá. Thằng Hưng nó về rồi hả? Bố, con không thích những chuyện như thế này đâu nhá. Không thích cái gì? Như thế này là như thế nào? Thì là chuyện mà suốt ngày bố gắn ghép con cho chủ tịch này giám đốc nọ. Chả hay ho gì cả. Không thế. Để chị đâm đầu và yêu cái thằng nhân viên quèn kia à? Bố, con đã 24, 25 tuổi đầu rồi. Mấy chuyện tình cảm không quyết định được rồi mà. Tôi chỉ có mỗi mình cô con gái thôi. Sau này tôi chết đi, tài sản tất cả tôi để lại cho chị hết. Để chị tự quyết ấy, rồi chị lại rước cái thằng rể không ra gì về, nó cướp trắng tài sản của tôi đấy. Cô nói gì vậy? Với lại, con thấy người có ý đồ xấu là cháu không quý hóa của bố ấy. Vớ vẩn. Nó đường đường là một giám đốc, một doanh nghiệp đang phát triển. Làm sao mà nó phải làm như thế? Chắc chị lại có ý coi thường tôi không biết chọn người gì. Con không có ý đó. Nhưng mà lúc nãy nói chuyện con thấy anh ấy sâu xa rồi. Mà với lại là con với anh Linh cũng yêu nhau lâu rồi. Con yêu nhau thật lòng. Thế nên là bố đừng nói những lời xúc phạm em như thế. Chị giỏi lắm đấy. Bây giờ chị dám cái cả bố chị. Chắc là cái thằng ít học kia nó dạy chị hư như thế rồi gì? Thôi, con xin lỗi. Thật ra con không có ý đó. Tại vì con cũng chỉ là muốn bảo vệ cái cơ nghiệp mà bố xây dựng cả đời thôi mà. Với lại, ở đời ấy, biết đây biết đó. Nhưng mà làm sao biết lòng của nhau? À, bố ơi, hay là mình làm một phép thử đi. Thử á? Thử như thế nào? Ok không bố? Ừ, được. Chốt nha. Con gái cũng giỏi lắm. Ngày qua chú ạ, hôm nay cháu lại được gặp chú ấy. Chứ cả tháng nay cháu liên lạc với chú với em mà có được đâu.
Và không biết là gia đình của nhà mình được gì không hả chú? Cái mì nó... Em đi làm sao hả chú? Nó bị tai nạn. Trời ơi, bị tai nạn. Chú ơi, thế hiện tại em đang làm ở viện nào hả chú? Nó bị cả tháng nay rồi. Sáng nay vừa mới ra viện, sức khỏe thì cũng tạm ổn. Ngày ngon, chỉ có điều... Chú ơi, có điều gì hả chú? Chú ơi, chú nói nhanh lên không, cháu lo quá chú ạ. Chỉ có điều vụ tai nạn đã làm mặt mũi nó bị biến dạng hết cả, phải băng kín hết cả mặt. Bác sĩ nói rằng sau này có làm phẫu thuật thẩm mỹ cũng không thể khôi phục lại như cũ được. Còn bé nó sốc lắm, suốt ngày chỉ ở trong phòng thôi. Hay là chú đưa cháu vào thăm em nó rồi cháu động viên em nó hộ chú nhé. Dạ vâng ạ. Chú để cháu mở cửa. Mi, em có nhận ra anh không? Anh ở Hưng nơi em nhận ra anh không? Mi. Đấy, nó suốt ngày như thế đấy, chú lo lắm. Bằng kính mặt thế này chắc kinh dị lắm đấy. Chú ơi, cháu bảo này, bây giờ y học nó phát triển lắm. Thế mà Việt Nam mình không chữa được thì mình mang sang nước ngoài. Lo gì đâu mà chú. Nhưng mà như thế thì tốn kém lắm. Tiền đâu ra hả cháu? Tốn kém thì tốn kém, nhưng mà cháu nghĩ là với kinh tế nhà mình ấy thì cái chuyện này nó không làm khó được đâu chú ạ. Cũng khó khăn lắm. Vừa rồi để giữ được mạng sống cho My, chú đã phải bán hết cả công ty rồi. Ngay cả cái căn nhà này cũng chỉ vài hôm nữa là người ta đến lấy thôi. Chú còn không biết là sau này chú và My sẽ phải sống như thế nào đấy. Chú nói thật ạ? Thế có nghĩa là bây giờ chú trắng tay rồi cháu ạ. Trời ơi, không thể nào. Làm sao mà thế được nhỉ? Cũng may là mạng sống của My còn giữ lại được. Sau này khi hai đứa yêu thương và lấy nhau, chú phải nhờ cháu chăm sóc nó. Chú biết là cháu sẽ vất vả hơn nhiều, nhưng những ngày sống với nó thì cháu cố gắng yêu thương nó nhiều hơn giúp chú. Dạ cháu xin lỗi ạ, nhưng mà chú vừa bảo là cháu cưới ai cơ? Thì cháu vẫn nói là cháu yêu con gái chú và muốn cưới con gái chú làm vợ mà. Mà chuyện này thì chú cũng đã bàn với bố cháu rồi. Chú ơi, chuyện của chú với cả bố cháu là chuyện của một tháng trước, còn chuyện của ngày hôm nay là ngày hôm nay. Chú phải nhớ rõ điều đấy. Cháu nói thế là như thế nào? Để cháu nói luôn cho chú biết nhá. Đúng là cháu có thích con gái của chú, nhưng mà lúc ấy là con gái của chú xinh đẹp. Thế hóa ra là cậu chỉ yêu con gái thôi vì mỗi cái ngoại hình thôi ạ? Nếu mà chú nói cháu yêu con gái chú về ngoại hình thì cũng đúng. Nhưng mà thiếu là vì cô ta giàu, chú giàu. Nhưng mà bây giờ thì chú thì phá sản rồi, con gái chú thì tàn phế rồi. Bây giờ mà cháu cưới về để ôm cái đống quần nợ về à? Đặt lên bàn thờ à? Bỏ quách nó đi cho nhẹ nợ chú ạ. Này! Này! Có chắc bán được thằng này không? Cứ từ từ bỏ tay xuống. Bây giờ già rồi, có tuổi rồi, phải giữ gìn sức khỏe để lo cho con cái. Con gái rượu nữa. Tức giận đấy. Là hại sức khỏe lắm chú ạ. Mày im mồm đi! Cút ạ! Mày cút ra khỏi nhà tao ngay! Cút! Ông không cần đuổi thằng này cũng tự đi nhá. Ba. Bố, bố bớt nóng đi, đừng có tức giận quá. Mi, Mi ơi, Mi ơi, Mi, em. Này cậu, cháu bác, em làm sao thế này? Em có đau không? Anh tìm em cả tháng rồi mà không được. Sao em không nói gì cho anh biết chứ? Em có biết là anh lo cho em nhiều lắm không? Em... Này này, ai cho cậu ở đây? Cậu đi ra ngoài giúp tôi. Bác, cháu xin lỗi bác. Cháu lo cho My quá. Cháu tìm cô ấy cả tháng anh mà không được. Cháu biết tin My bị tai nạn. Cháu tới đây ngay. Cháu thấy cửa mở. Cháu không kìm được.
nên đã xông vào. Cháu xin lỗi bác ạ. Anh Linh, bác sĩ bảo với em, nếu em tháo cuốn băng này ra thì khuôn mặt sẽ trở nên biến dạng và xấu xí. Em không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt của em như thế đâu. Anh về đi, làm ơn đi ra ngoài đi. Đi, em có đuổi cũng không đi đâu. Dù thế nào chăng nữa, anh vẫn yêu em. Thậm chí anh còn yêu em nhiều hơn đấy. Anh, em đừng nghĩ yên tin nữa. Anh sẽ chăm sóc cho em, anh sẽ bù đắp cho em. Nó thế có nghĩa là cậu sẽ cưới con gái tôi, cho dù nó... Chắc chắn rồi ạ. Để khi nào em đi khỏe mạnh, cháu sẽ về bảo ba mẹ cháu đến nói chuyện với bác, xin phép bác cho cháu cưới My về làm vợ ạ. Vậy là tôi yên tâm rồi. Thời gian vừa rồi, vì lo cho con bé mà tôi đã phải bán hết tất cả nhà cửa, công ty. Bây giờ bố con tôi không biết đi đâu, ở đâu. Tôi nhờ cậu chăm lo dùm cho em nó. Bác, thật hả bác? Tôi già rồi, không còn cái gì quan trọng nữa. Tôi sẽ lang thang kiếm ăn đâu đó cũng được. Kìa bác đừng nói như thế ạ. Thế này đi, cháu thì không giàu có gì, nhà cũng phải đi thuê thôi, tuy trật trội một chút, nhưng cháu có thể đón bác và em My về cùng cháu, nếu bác không ngại ạ. Cậu nói thật chứ? Dạ vâng ạ. Bác, cháu biết bác cũng ngại, với lại bác cũng là người trọng anh Dự nữa, nhưng không sao đâu ạ. Trước mắt bác lưu về ẩn tạm thì cháu cũng được. Cậu đúng là một chàng trai tốt bụng. Thế mà trước đây tôi đã có lần nghĩ xấu cho cậu. Bác, không sao đâu ạ. Tôi nghĩ là ba mẹ nào cũng cho con cái mình thôi. Cậu không trách tôi chứ? Không, cháu yêu My, cháu yêu tất cả những gì thuộc về gia đình. Anh Linh, em cũng yêu anh. Em My, tất cả chỉ là phép thử thôi. Em không sao à? Em dám thử anh? Em không dám đâu. Tại bố ấy. Không phải tại My đâu, đấy là phép thử dành cho cháu đây Linh ạ. Nghĩa là sao? Cháu chưa hiểu ạ. Qua đây thì bác cũng tỉnh ngộ ra nhiều. Bác thành thật xin lỗi con. Xin lỗi con tất cả. Anh Linh, em cũng xin lỗi anh. Anh bố giận em. Em nó. Chúng nó toàn là con nhà đại gia, nên là cứ cái gì đắt với cả đẹp là chúng nó mặc. Tìm cho chị một váy dạ hội nhá, hàng hiệu đấy. Bố của tôi là chủ tịch tập đoàn khách sạn lớn nhất miền Trung. Mỗi một cô con gái mà có vẻ như không lo lắng mấy nhỉ. Người em phải xin lỗi đầu tiên là bố em chứ không phải là anh. Anh bảo em không được quên bữa tiệc với bạn anh ngày mai đâu đấy nhá. Em nhớ rồi, đi với anh và em phải đi buổi spa với cả shopping bạn em ngày mai đấy. Anh xin lỗi, thế để hôm khác anh đưa em đi bù nhá. Mà ngày mai 6 giờ anh sẽ đón em. Mà em đã chuẩn bị kỹ đồ chưa đấy? Bữa tiệc ngày mai là quan trọng, nên là em phải ăn mặc thật là sang trọng biết chưa? Anh quên, bạn gái của anh được gọi là gì ạ? Yêu nữ hàng hiệu. Anh quên. Mà bữa tiệc ngày mai có quy định là mặc màu gì không anh? Không em ạ, chúng nó toàn là con nhà đại gia, nên là cứ cái gì đắt với cả đẹp là chúng nó mặc thôi à. Nói thì xong, em vừa lo, lại vừa mong đấy. Có gì mà lo hả em? Cùng đam mê mua sắm, nên là anh nghĩ là mọi người sẽ dễ nói chuyện thôi mà. Thôi, đến nhà rồi, em xuống nhá. Thôi, để anh đưa em vào trong nhà nhá. Không, không được. Anh biết thừa là bố em khó tính như thế nào mà. Bố em cũng đã biết anh đưa em về tận ngõ thế này, kiểu cũng làm ầm lên cho xem. Thế còn chuyện tình cảm của chúng mình, em đến không nói với bố à? Đầu em đã nói nếu chúng mình xác định với nhau em sẽ để anh nói chuyện với bố nhá, em thương nhá. Thế thôi, vào nhà xong rồi nhắn tin cho anh nhá. Dạ vâng ạ. Bye, về luôn đi đấy. Đấy, để anh mở cửa. Về nhá.
Alo Dương à? Ừ. Tìm cho chị một váy dạ hội nhá, hàng hiệu đấy. Ừ, thuê nửa ngày thôi. Cái gì? 2 triệu á? Khách quen mà lấy đắt thế. 1,5 triệu nhá. Ừ, chọn cho chị cái nào đẹp sang vào. Bọn nhà giàu nó hay dùng hàng hiệu lắm, nhìn một phát biết ngay. Ừ, chị biết rồi, mai chị qua nhá. Ừ. Ông đi đâu từ sáng tới giờ mới về? Còn chưa nấu cơm nữa. Hôm nay bố nhiều việc, bố phải làm cố con ạ. Thôi con đi vào thay quần áo xong rồi rửa mặt đi, chờ bố nấu cơm nhá. Suốt ngày bảo đi làm, nhưng mà có đồng nào mang về đâu. Hay là ông lại rượu chè cờ bạc, tiêu hết cả tiền rồi. Bố đi làm còn không có cả đủ thời gian để ngủ, chỉ lấy đâu ra thời gian để rượu chè cờ bạc nữa hả con? Mà bố già như thế này rồi, không nơi nào người ta nhận trả lương cao cả. Bây giờ cũng là cuối tháng rồi, ông đưa tiền xem ông kiếm được bao nhiêu nào. Tháng này bố đi làm 4 nơi, được 3 triệu tất cả đây con. 3 triệu bỏ. Tiền này để tôi cầm, ông chả cần tiêu gì đâu. Con đưa lại cho bố một ít để còn bố còn đi chợ. Thế nữa. Đây nhá, 500, nửa triệu đấy, ông cầm đi. Đi chợ cả tháng, bố sợ lần này không đủ con ạ. Thì tôi cũng có ăn cơm nhà mấy đâu. Ông thì già rồi ăn gì lắm. Mà ăn mì tôm đi cho nó tiết kiệm, chứ nhà nghèo rồi lại còn vẽ. Thôi, ông vào nấu cơm đi, tôi đói rồi. Con chờ bố một chút nhé, rồi bố nấu xong ngay. Đi cả ngày về nhà thấy mệt hơn. Anh Bảo này. Dạ. Anh đặt lịch xong hết tất cả rồi. Trưa chủ nhật tuần này cả hai nhà mình sẽ đi ăn với nhau để bàn chuyện cưới xin nữa. Dạ. Em sẽ bảo bố sắp xếp công việc vào ngày hôm đấy ạ. Có gì anh sẽ bảo lại với em nhá. Dạ. Thôi, đi về nhá. Dạ vâng ạ. Anh về luôn đi nhá. Xong nhắn tin cho anh nhá. Vâng ạ. Cô là Phương đúng không? Đúng rồi. Cô là người thuê tôi đóng giả bố cô. Ông định để cả thế giới biết là tôi thuê ông đóng giả bố tôi đấy à? Tôi xin lỗi. Thôi muộn rồi, tao vào đi. Từ từ đã. Còn chưa bàn bạc gì với nhau, ông vào đấy để làm mất mặt tôi à? Lại lộ ra là tôi nói dối. Ôi dào, cô yên tâm. Mấy cái vụ này là tôi quen rồi. Nộn là nộn làm sao? Nhìn cái điệu bộ ông ấy, hớt hải chạy đến đây là tôi đã chẳng yên tâm rồi. Ông phải nhớ, ông tên là Sơn, bố của tôi, là chủ tịch tập đoàn khách sạn lớn nhất miền Trung. Ông liệu mà cư xử cho nó sang trọng vào. Chủ tịch tập đoàn mà giả có 5 triệu. Thế ông chê 5 triệu ít á, thế ông muốn bao nhiêu? 6 triệu, không thì thôi. 6 triệu? Ông nghĩ mình là diễn viên nổi tiếng hả? Tùy cô. Cô cần bố chứ tôi cần ai đâu. Gọi suốt. Bạn trai cô gọi rồi đấy. Thế nào đây? Hay để tôi về? À,
6 triệu thì 6 triệu. Alo. Dạ vâng. Vâng vâng ạ. Em và bố chuẩn bị lên đây. Anh chờ tí nhá. Dạ. Tôi đã cho thêm tiền rồi. Ông Liệu mà cư xử cho nó tử tế vào. Nếu không ấy, nếu mà hỏng việc, một đồng tôi cũng không trả cho ông đâu. Rồi rồi, tôi đã bảo cô để yên tâm mà. Thôi, vào đi, người ta chờ lâu ấy, người ta về đấy. Mẹ ơi, con run quá mẹ ạ. Sao lâu thế con nhỉ? Chắc là đang tắc đường mẹ ạ. Ok mẹ ơi, như đến rồi kìa. À đây. Dạ cháu chào bác ạ. Dạ cháu chào bác ạ. Dạ cháu xin lỗi bác, xin lỗi anh đã để mọi người phải chờ lâu ạ. Không sao đâu. Dù sao bố cháu cũng rất bận mà. Dạ vâng, mời cả nhà ngồi ạ. Dạ con xin được giới thiệu với mẹ, đây là Phương, người yêu của con ạ. Dạ cháu xin được tự giới thiệu với bác, cháu tên là Hưng, cháu là người yêu của Phương ạ. Dạ, con giới thiệu với bác, với em. Đây là mẹ của cháu ạ. Dạ, đây là anh Hưng, bạn trai của con ạ. Dạ, thưa bác, thưa anh, đây là bố của con ạ. Rất vui được gặp bà và anh. Dạ vâng ạ. Tôi là Đặng. À quên, tôi là Sơn. À, dạ vâng. Còn tôi là Xuân, chủ tịch công ty nội thất Hưng Xuân. Nhưng hiện giờ tôi đã bàn giao hết công việc kinh doanh lại cho con trai của tôi. Nghe nói gia đình ông cũng kinh doanh ạ? À vâng, gia đình chúng tôi kinh doanh mảng nhà hàng khách sạn. Hiện chúng tôi đang sở hữu một chuỗi khách sạn của vùng miền Trung. À, khi nào có điều kiện mời bà và gia đình ghé thăm và nghỉ ngơi luôn. Dạ, được thế thì vui quá ạ. Vâng, cảm ơn lời mời của ông. Nhất định chúng tôi sẽ tới thăm. À mà khách sạn nhà mình tên là gì ạ? Bà yên tâm. Khi nào nó có thời gian ấy, thì tôi sẽ giới thiệu với bà chi tiết hơn. Dạ vâng. Dạ. Mà thôi tao phải thăm như thế thôi nhỉ. Thì bây giờ mình vào cái chuyện của hai đứa đi. Bởi vì mục đích của hôm nay ấy, chính là bàn về chuyện đấy cơ mà. Vâng, dạ vâng ạ. Dạ hôm nay chúng con có mời bố mẹ tới đây. Thứ nhất là để cho hai bên gia đình gặp gỡ lẫn nhau. Cái thứ hai là con cũng muốn xin thưa một chuyện ạ. Dạ. Con thưa bác, con thưa mẹ, con và Phương cũng đã quen nhau được hơn một năm nay rồi. Chúng con thực sự yêu thương nhau và hôm nay chúng con quyết định là xin phép bố mẹ cho chúng con được tiến tới hôn nhân ạ. Chuyện đấy nếu mà hai đứa mà đã tính như thế rồi ấy, thì bà cũng đồng ý. Dạ vâng ạ. Không có vấn đề gì đâu. Dạ. Nên chuẩn bị để cưới càng sớm càng tốt. Con có mỗi một cô con gái mà có vẻ không lo lắng mấy nhỉ? Kiểu mẹ. Tôi thấy hơi bất ngờ ạ. Dạ, bố con bình thường rất nghiêm khắc, nhưng trong chuyện hạnh phúc của con cái luôn xem trọng hàng đầu đấy ạ. Thực ra mẹ cũng không có ý kiến gì nhiều. Dạ. Nhưng mẹ chỉ muốn khuyên hai đứa, thời gian một năm không phải là dài, mà việc hôn nhân lại là việc trọng đại của cả một đời người. Dạ. Mẹ muốn hai đứa suy nghĩ và cân nhắc thật kỹ càng rồi hãy đi đến quyết định. Dạ vâng ạ. Mọi ân hận về sau này con ạ. Dạ vâng ạ. Mẹ chỉ có ý tốt thôi mà. Ơ kìa. Bác có làm sao không ạ? Đây. Ông bị bù ạ. Mẹ sao không? Mẹ sao? Phương, sao con lại ở đây? Ông. Phương, người quen của cháu à? Dạ, không ạ. Đây là con gái tôi. Anh chị là... À, anh chị là sếp ở công ty chỗ Phương làm không ạ? Tôi rất là mong anh chị giúp đỡ tạo điều kiện cho cháu Phương nhà tôi ạ. Dạ cháu xin lỗi ạ. Nhưng mà bác vừa nói bác là ai cơ ạ? À tôi quên. Tôi là Sơn, bố của cháu Phương đây. Ơ thế còn... Ông là Sơn, là bố của cô Phương đây. Thế còn... Tôi không biết gì đâu nhá. Cô này thuê tôi đến đây là hết rồi. Tôi đi xin phép. Cô ở lại giải thích. Phương, em giải thích đi. Thế chuyện em nhờ người khác giả làm bố em là sao?
Dạ thưa bác, em thưa anh, bố con đang công tác ở bên nước ngoài chưa về kịp ạ, nên con mới làm như thế. Còn ông đây, con không biết ai hết ạ, hình như ông bị thần kinh đấy ạ. Con vừa nói gì vậy? Sao con lại bảo bố là thần kinh? Con... Có ai người ta thuê người bị tâm thần vào làm phục vụ ở một cái nhà hàng sang trọng như này không? Phương, tốt nhất là cháu nên nói thật đi. Dạ, bác cứ ngồi xuống ghế đi ạ. Bác cứ ngồi xuống đi ạ. Dạ, cháu xin được tự giới thiệu với bác. Cháu tên là Hưng. Cháu là người yêu của Phương ạ. Chắc bác là... À, thì tại Phương giới thiệu với cháu, bố của Phương là chủ tịch của một chuỗi khách sạn lớn, nên là cháu... À, ra thế. Phương, bố biết bố nghèo, bố không lo được cho con như người ta, nhưng bố không nghĩ rằng con xấu hổ đến cái mức mà phải bịa chuyện ra để lừa dối người ta như thế. Phương, thế tất cả mọi chuyện từ đầu đến giờ em đều nói dối à? Phải, là em nói dối. Chỉ vì em xấu hổ vì hoàn cảnh nghèo hèn của em. Em xấu hổ vì có một người bố bất tài vô dụng. Nhưng mà nếu anh biết hoàn cảnh của em, anh có còn yêu em không? Là tại ông, là tại ông bất tài, ông không xứng đáng là bố của tôi. Cháu thôi đi. Xin lỗi ông, nhưng tôi cũng là một người mẹ, cũng vất vả nuôi con khôn lớn, nhưng tôi không thể chấp nhận nổi sự hỗn láo của một người con đối với bố mình như vậy. Phương, anh không bất ngờ về hoàn cảnh của em, nhưng anh bất ngờ về nhân cách của em đấy Phương ạ. Anh có ở trong hoàn cảnh của em đâu mà anh hiểu chứ? Phương, em quá sai rồi. Em nghĩ rằng anh sinh ra trong một gia đình giàu có sẵn à? Không, mẹ anh đã phải làm hàng trăm hàng nghìn thứ việc vất vả để nuôi anh khôn lớn. Ngày nào mẹ cũng dạy anh là phải tôn trọng những người lớn, tôn trọng những người lao động. Vậy mà đến ngày hôm nay anh quá thất vọng với em. Mình kết thúc ở đây đi. Ok anh, em xin lỗi anh. Dạ, cháu xin lỗi bác ạ. Em sẽ sửa mà. Kiểu anh, người em phải xin lỗi đầu tiên là bố em, chứ không phải là anh. Dạ, cháu xin lỗi bác ạ. Cháu với mẹ cháu về trước ạ. Mẹ, mình về thôi ạ. Xin phép ông. Phương, gia đình bác có thể không chấp nhận cháu, nhưng còn bố cháu, suốt cả cuộc đời này ông ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi cháu. Mình về con. Dạ.